Hello, xin chào các bạn đến với kênh Mai Vàng Tiếng Châu của mình nè. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Thì video hôm nay mình sẽ giải đáp thắc mắc là có nhiều bạn hỏi là tại sao lá mai của các bạn không được to và không được dày ha. Thì để mà lá mai được to và dày thì các bạn nên xem video này để mà làm theo ha. Thì các bạn nào mà chưa đăng ký kênh, mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần của mình các bạn ha. Để các bạn mình ra video mới á thì các bạn sẽ thấy và cập nhật và làm theo ha các bạn ha. Thì bạn biết á, cây mai mà muốn mà lá mà to mà dày á, thứ nhất là mình nó to nhất đi ha. To là các bạn phải bón lượng đạm nó cũng phải có nha bạn ha. Còn nếu bạn áp dụng chế độ mà đạm yếu quá, đạm thấp quá thì sẽ không bao giờ lá to nè. Như cây này bạn thấy nè ha. Lúc trước thì mình không có bón đạm nên lá nó nhỏ nhỏ nè, bạn thấy à. Tuy lá dày không có xi nha bạn ha. Lá nó dày nhưng mà nhỏ. Khi mà mưa xuống nè ha thì có nước đạm thì bạn thấy lá ra lá to nè ha. Thì về quy tắc á, là mình cũng đã nói với các bạn á, các bạn muốn bạn nào muốn làm theo cách của mình thì làm cái cách mà làm biếng và không có xịt thuốc sau á. Chứ còn mình chia sẻ trên đây là các bạn, mình khuyên các bạn là bón đạm vừa phải chứ đừng có bón thiếu đạm nha, đừng có bón thiếu đạm như mình ha. Bón đạm vừa phải, ví dụ như bây giờ á, là tháng 4 đó, thì mình kêu các bạn là bón á, là ha, cái nếu mà mai ghép á, thì các bạn bón 20-10-10 ha. Tại vì 20 đạm là vừa phải để cho cái cây mình nó có đạm để mà lá nó phát triển được hơi lớn ha. Còn những cái mai mà nó dư đạm thì cái lá nó sẽ lớn hơn cái lá này nữa. Ví dụ như bình thường mình nói bây giờ là cái cây mai của bạn, cái giống mai của bạn đi, là lá trung bình á, lá trung bình là lá mà bạn bón đạm vừa phải thôi chứ không phải là dư đạm nha. Lá trung bình thì bạn thấy là cái chiều dài lá và chiều ngang lá, mình nói ví dụ như cái chiều dài lá như cái lá này đi, thì cái chiều dài lá của nó là khoảng là 8 phần đi ha, 8 phần trung bình á, 8 phần, và bề ngang của nó là khoảng là 4 phần, gọi là lá trung bình ha, của cái giống đó. Còn nếu mà bạn bón dư đạm á, bón quá dư đạm thì cái lá này có thể chiều dài của nó lên tới là một tấc, là 10 phân. Hoặc bề ngang nó có thể lên tới là 5 phân, gọi là bón dư đạm. Còn nhỏ hơn cái lá trung bình nó gọi là bón thiếu đạm. Ví dụ như hả, cái lá nó trung bình thì cái lá nó hả 7 phân ha, thì nếu mà cái lá nó 5 phân thôi. Bề ngang nó khoảng là 3 phân, 2 phân mấy thôi thì đó là bón thiếu đạm ha. Đó. Thì bạn thấy cái quy tắc mà bón thiếu đạm á, nó vừa có điểm lợi và có điểm hại. Điểm lợi của nó là ít sâu bệnh ha, điểm hại của nó là ít đi cơ đọt và nó sẽ lá nó nhỏ hơn ha bạn ha. Đó là quy tắc ha, bạn thấy nè, mưa xuống thì lá nó bự hơn đục lá trước ha. Đó, rồi mình nói vấn đề lá dày ha. Lá dày thì muốn lá nó dày thì trước tiên là cây mai bạn nó khỏe ha. Cây mai của bạn bộ rễ nó không khỏe giờ bạn muốn lá nó dày không được đâu. Cây mai phải sung khỏe và đặc biệt là phải bón đầy đủ dưỡng chất cho nó ha, kể cả hữu cơ và kể cả lân, đặc biệt là lân. Lân nó sẽ giúp dày lá ha, vi lượng cũng vậy, một số vi lượng nó cũng hỗ trợ giúp cho lá các bạn nó bật bóng và dày ha, cũng phải bổ sung vi lượng. Thì thường đa số hiện nay á là phân người ta đã pha vô vi lượng ha, vi lượng là TTE đó, thì các bạn có thể là thêm cái gói là trung vi lượng ha, combi ha, bổ sung thì một năm bạn bổ sung khoảng 2-3 lần là được rồi đó, có thể pha chung phân bón đó. Và đặc biệt mình nói bạn muốn cây mai bằng lá dày ha, nãy lá to thì mình nói rồi ha, quá to thì bạn bón quá to vừa phải á, thì bạn bón đạm vừa phải. Còn muốn lá dày như vậy một rễ nó phải khỏe ha. Những cái cây mà bạn thấy là lá của bạn nó ra nó mỏng á, thì thường là do bộ rễ của bạn nó chưa được khỏe mạnh ha, chưa được khỏe mạnh. Tại vì thường đa số là mình thấy là các bạn cây mai của bạn không có bao giờ mà bạn để thiếu phân đâu, thường là các bạn là dư phân không mà. Tại vì quan niệm chơi mai á, ai cũng vậy á, nó thật sự ai cũng vậy, cứ nghĩ là sẽ bón phân thiếu không à, không ai nghĩ bón phân dư, mà thật sự cây mai á là nó không có ăn phân nhiều các bạn ha. Tại vì bạn thấy cây nó càng sung thì nó càng hấp thu phân được nhiều, còn cây mà dạng yếu thì nó hấp thu phân ít lắm các bạn ha. Bởi vậy mình thấy các bạn, mình ưa nói với các bạn khi mà bạn bón phân vô, bạn thấy cây mai của bạn nó trơn á thì đừng có bón nữa các bạn ha. Là bạn thấy nè, khi mưa xuống và bằng bón DB là DB tuy là ít đạm mà lá nó bóng là liền không đó, thì bạn nên ngưng ha. Khi mà bón phân vô không có thấy tác dụng gì á, nó chơi thì ngưng cho mình đi các bạn ha đó. Tại vì khi mà phân, nếu mình bón trừ khi phân giả thôi, chứ phân thật cái mình bón vô là trong vòng khoảng chừng một tuần lễ 10 ngày là cây nó sẽ chuyển biến ha, nó đâm chồi, lá nó dày, lá nó to. Mình bón vô cây nó chơi là nếu mà không phải phân giả thì là do bộ rễ bằng yếu. À, bộ rễ yếu á, thì thường mình nói á, rất là nhiều vấn đề các bạn làm gây hại bộ rễ yếu, làm cho cái cây mai của bạn nó không được đi cơ đọt và lá nó dày này như thế nào. Thứ nhất là bạn dư nước
dư nước ở đây nó nhiều khi bạn tưới nó không dư, nhưng mà do bạn bón những cái phân hữu cơ quá nhiều, những phân hữu cơ dạng rắn quá nhiều, nó chứa chất mùn đó, nó làm cái chất chồng bạn lèn ha. Tại vì dưới chất chồng lèn mà dưới chất chồng mà không lèn á, là cái chất chồng lèn bạn tưới thí dụ bình thường 4 lít nước này là cái chất chồng không lèn nó không có đủ độ ẩm ha. Còn cái chất chồng mà đã lèn rồi á, bạn tưới 4 lít nước thì thật sự cái độ ẩm trong chất chồng rất là cao đó. Bởi vì mình nói là tùy thuộc vào cái chất chồng nó thông thoáng tươi xốp hay không. Thì thường bạn thấy những cái cây mai mà bạn thấy nó phát triển mạnh á, là cái chất chồng nó thông thoáng tươi xốp à, bạn tưới nước nó rút, tưới nước rút liền. Tại vì những cây phát triển mạnh là những cây bộ rễ nó ra được nhiều, và bộ rễ nó ra được nhiều á thì đương nhiên là nó làm thông thoáng chất chồng, mà đó là quy tắc các bạn ha. Đó, còn cái cây của bạn á, cái càng ngày cái chất chồng mà càng mịn càng khó thoát nước là do bộ rễ bạn nó không có ra được. Thì thường những bộ rễ không ra được như vậy á, là do bị nấm rễ nè, do bạn bón phân quá dư, có nghĩa là bạn bón phân bình thường bón một lần đã dư rồi, mà bạn bón liên tục cây nó chịu không nổi, nó trái rễ nung tơ hết đó. Thì những cái bệnh mà trên lá mà nó gây trái lá thường là mình nói là khoảng 50% là do nguồn nước, thứ hai là dư phân các bạn ha. Đó, những cái bệnh trái lá như thế này nè, thứ nhất là bị nhiễm độc nguồn nước thì bị nhiễm phèn, sắt nó cũng bị trái lá nhá như này, nhiễm mặn cũng trái như thế này ha, rồi nhiễm phân nó cũng bị trái như thế này, nhiễm phân nhẹ nó cũng bị trái như thế này ha, rồi bộ rễ nó yếu không hấp thu được dinh dưỡng tốt để nuôi lá thì nó cũng bị trái như thế này đó. Nó bị trái nhưng mà nó trái giật giật hơn đó. Thì cây này của mình nè, bộ rễ nó yếu nó không hấp thu được nước nè, bạn thấy cái tình trạng nó trái như thế này ha. Đó, khi mình hấp thu được vậy thì nó ra lá lại ok, lá dày lại ha, từ từ đó cứ để cho nó lá nó dày lại đi. Thì tại vì cái này là do nó bị bộ rễ yếu ha, yếu do cái mình bón bị phân phân khách hàng phân giả ha. Rồi thì bạn thấy mưa xuống ha, mình áp dụng chế độ bón thiếu đạm, mưa xuống thì cây mai của mình cũng đi đọt từ từ các bạn ha. Mà nó được cái là bạn biết sao, được cái là khi bạn thấy nó vươn đòn ha, nó được cái là khi mà đi đọt từ từ như nè, ít sâu bệnh đúng không các bạn ha. Ừ, tại vì mình sợ xịt thuốc sâu bệnh nên mình không có bón đạm nhiều, để nó đi từ từ như thế này nè, kệ nó các bạn ha. Giờ tới tháng tầm là tạo nụ, tới tháng 8 thì còn rất là lâu các bạn ha, giờ mới tháng 4 thôi ha. Thay vì các bạn bón đạm cao á, cái cành đánh nó ra vương dài như nãy mình cành mình ngắt vậy đó, mà nó ốm 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 như thế này nè, bạn cũng cắt bỏ à ha, đâu có xài đâu. Thà bạn ra cho ra từ từ nhưng mà nó nhặt ha, nó sẽ được một cái là ít sâu bệnh ha, đỡ xịt thuốc. Ừ, quay trở lại những cái vấn đề mà để cây mai lá dày thì phải phải xử lý sao cho cái chất trồng mà nó tối ưu, nó sẽ khỏe lại, nó ra rễ thì nó mới từ từ lá nó mới dày lại các bạn ha. Thì những cái phương pháp bạn xem kỹ coi cái bộ rễ bạn bị hư tổn do cái gì ha, do cái gì nên nó không hấp thu được nước và dinh dưỡng tốt nên lá bạn nó không có dày. Bạn coi này, bạn kiểm tra coi bạn tưới nước, thứ nhất là bạn tưới nước coi nó rút liền hay không, cái chất trồng mà có lèn hay không. Lèn hay không dễ biết nằm trong cái lớp chất trồng này nè, nó mịn tưới khó rút là nó lèn đó. Thì lèn như vậy là có thể là bạn gom cái bằng bằng cào của lớp lớp lèn đó, lớp mặt lèn đó bạn bỏ đi, rồi bạn có thể thêm cái lớp mới chất trồng mới hoặc không thêm cũng được, nó lòi rễ lên nó cũng không sao á đó. Đó, rồi từ đó bạn phải xiết nước, canh nước cho tốt để chất trồng mà nó thông thoáng trở lại, nó mới ra rễ các bạn ha. Tại vì bộ rễ bạn đang làm gì làm, bạn là để cho chất chồng nó khô 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 lại, nó nhận được oxy thì bộ rễ nó kích thích lại nó mới ra rễ được. Còn nếu mà chất chồng mà nó cứ ướt hoài, bộ rễ nó sẽ không ra được đâu, mà nó thúi đen luôn đó. Tôi nghĩ là đó cho mình ha, đó là vấn đề về chất chồng đèn. Thứ hai, bạn xem bạn có bón phân quá dư hay không, làm trái rễ hay không. Nếu đã bón phân quá dư, muốn biết sao mà bón phân quá dư vậy lắm, bạn bón nhiều lần mà cái cây mai nó chơi 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 là không biết bạn bón dư rồi đó ha. Tuy là bạn bón liều đúng á, bón lượng đúng á, nhưng mà bạn bón vô cây nó hấp thu, mà bón nhiều lần thì gọi là dư dư phân. Thì nếu mà bạn nào đã bị dướng phải như vấn đề đó thì các bạn phải xả nước thật đậm cho mình. Lưu ý ha, khi mà bạn bón phân dư như vậy rồi á, bạn phải xả thật là nhiều, xả liên tục, và xả nên xả vào đó về giờ vào giá sáng sớm hoặc chiều mát các bạn ha, xả liên tục cho mình như vậy á. Còn nếu bạn mà xả không hết á, là cái chất phân mà tồn dư đó nó sẽ hút vô bộ rễ, làm trái bộ rễ bạn, làm cho cây mai bạn nó sẽ bị xuống sắc, là có thể là khô héo luôn nha các bạn ha. Đó, cái cách xả nước nó rất là quan trọng ha, cũng là một ăn hai thua gì lắm á, không bây giờ đâu. Nếu mà bạn nào á
cảm thấy mình bón phân tồn dư nhiều quá thì xả nước liên tục, xả nửa tiếng hoặc hơn nửa tiếng luôn, xả cho nó chảy ra thoát lỗ thoát nước, xả nhiều thật nhiều như vậy để mà cho cái chất trồng của mình nó không còn lượng phân tồn dư nữa đó. Thì sau khi xả như vậy rồi thì các bạn những ngày tiếp theo thì các bạn có thể là canh nước, xiết nước cho mình để chất trồng nó khô. Quy tắc là để chất trồng nó khô thì cái bộ rễ nó mới ra được đó. Còn thứ ba nữa, vấn đề là nếu mà cái bộ rễ bạn bị ta nấm tấn công á, nó gây hại bộ rễ á, thì chỗ nào có nấm thì bạn môi đó, bạn bỏ đi, môi cái chỗ cái trồng có nấm nó bỏ đi ha. Rồi nha, là phải tưới cốc 85 Hydromingon và bỏ 98 định kỳ, có nghĩa là thí dụ như bạn tưới cốc 85 xong đi rồi một tuần sau bạn có thể là tưới bỏ 98, một tuần tới bạn có thể là tưới lại thằng Hydromingon. Tưới như vậy để hạn chế thôi, nhưng cái điều quan trọng mà muốn tiêu diệt được cái lượng nấm trong chất trồng luôn á, tại vì khi mà cái chất trồng bạn bị nấm rồi nó sinh sôi nảy nở ghê lắm, khó tiêu diệt lắm đó. Thì sau khi tưới những cái loại thuốc ngăn ngừa nấm, giảm cái lượng nấm bớt ha, thì các bạn phải xiết nước, phải làm chất trồng nó khô, chịu khó canh nước. Đối với những cái chậu mà bị nấm thì canh nước khó lắm các bạn ha, đó bạn để nó dư chút cái hình thành nấm lại liền à. Và những cái chậu đó phải để ngoài nắng nha các bạn ha, chứ không có đem vô mát là nó nấm hình thành còn ghê dữ nữa đó. Rồi lưu ý cho mình là để mà ảnh hưởng tới bộ rễ thì không có lên động rễ làm động rễ đứt rễ khi mà cây đang có lá non nha. Hoặc là bạn muốn làm gì động rễ mạnh quá thì phải đợi lá nó già và phải lặt lá nha các bạn ha, để lá nó hút chất dinh dưỡng thải ra ngoài hết, hút cái nhựa thay cây đó thải ra ngoài hết là cây bà chết á. Bởi vì sao nhiều người thay chất trồng á thì lịa để lá thì cây nó dễ bị chết là như vậy đó ha các bạn ha. Đó, tốt nhất là nên nếu mà có thay chất trồng á thì phải xả tàn lúc mà lựa lúc mà không có lá non tròn non mới thay các bạn ha. Làm phải làm sáng sớm hoặc chiều mát, nhất là làm thì phải nên làm sáng sớm đi cho cái bộ rễ mình nó không bị táp do nắng, do hơi nóng không khí bên ngoài, môi trường bên ngoài đó. Và bạn phải nắm rõ kỹ thuật ha, không thôi bạn phải đóng một phí là chết cây đó, nuôi rồi cho mình ha. Đó, động tới rễ là rất là nguy hiểm, cái cây bạn động cái gì về động chứ bạn động tới rễ là rất là nguy hiểm. Ví dụ như mình nói cây đang ra lá non như thế này nè, trước mặt các bạn nè, giờ bạn xả tàn cặp lóc đi thì nó ảnh hưởng đó, nó ảnh hưởng chút đỉnh thôi đó, ảnh hưởng chút đỉnh thôi, ví dụ như nó ảnh hưởng 5 phần đi. Nhưng mà còn bạn tự nhiên vậy là bạn tham nhổ là bạn thay chất trồng và bạn để tàn lá như thế này luôn, hoặc là lúc đang ra lá non như thế này luôn, là nó ảnh hưởng tới khoảng 90%, 95% luôn, là cái cây bạn dễ chết lắm. Lưu ý đó cho mình ha. Rồi thôi, video mình tới đây cũng xin tạm dừng ha. Bạn nào chưa đăng ký kênh mình hãy nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn chuông cho tất cả để theo dõi những video mới nhất của mình các bạn ha. Hẹn gặp các bạn video tiếp theo. Chào tạm biệt các bạn.